Đây là cái bếp nha. Đây lá dừa 3.000 một bó. Đó, đây là cái bếp của nhà chồng mình nha. Bếp ga vẫn có nha mọi người, nhưng đây là ba mẹ mình vẫn giữ lại. Đó. Bên đây. Đây rất quen rồi. Cái quen rồi. Cái vại để được nước á. Còn bên này là ra đây là cái hồ nè. Mình đã có clip quay về cái hồ mà câu cá ở cái đìa này rồi nha. Cái đìa nha mọi người, mình gọi lộn một cái hồ rau lan là cái mê không. Đây là rau giúp cá đó. Đó, vườn lan của chồng mình đó.